Rồi, hello mọi người nha. Em là Trắng Minh Hàng, số máy Khánh Phép đây. Thì hôm nay em lên sóng cho anh em xem một con Winner V3 màu trắng đen nha anh em. Xe này đi đúng mô đồ mới 4.500 cây ha. Còn hai mod đồ đầy đủ. Đó. Đây. Hai cái mod đồ đầy đủ nha anh em, xài khóa smart key thông minh. Ok, rồi giờ em sẽ vô chi tiết cho anh em xem ha. Đó, xe này thì bánh mâm thắng đĩa nè. Bản này thì CBS nha anh em. Đó. Bản này thì CBS. Anh chủ có vô cái được cái cặp vỏ nhỏ rồi. Đó, nhỏ hơn cái vỏ zin nha. Đó, xe này thì nói chung thì anh chủ người ta muốn xài sao ta xài ha. Ta vô đồ sao ta vô đồ. Nó còn em thu sao thì em bán cho anh em vậy thôi. Đó, ốc tán thì còn rất là đẹp nha anh em. Đó. Cái mặt nạ này là anh chủ dán lại đề can màu đen nha anh em. Còn anh em thích màu trắng thì anh em về lột keo ra màu trắng thôi. Đó, đó nguyên bản nó là màu trắng ha. Đó, dàn chân thì sạch sẽ. Nói chung xe này dán keo thôi. Đó, với anh này có vô cây phục của ni trong nè, phục kiển ha anh em. Nó với một cái bô ẹt. Anh chủ này thì cái tính nó không có thích bô nổ giòn của Winner Zin ha. Đó, anh thích im ấm thì anh vô cái bô ẹt. Đó. Thì người ta thích làm sao thì người ta chơi vậy thôi ha anh em. Đó, anh vô cái bộ ẹt nè, cái phục ni trong nè, với cái cặp vỏ nhỏ hơn ha. Đó, xe này thì biển số Hà Tiên ha. Xe này được giấy phố nha anh em. Đây. Đời xe thì 2022 nha anh em, còn rất là mới, đời rất là cao. Tăng sơn nè, mới tăng sơn một lần thôi. Đó. Anh em xem ốc tán của nhông sinh dĩa nè. Đó. Ốc còn gió, ốc này chưa từng mở nha anh em. Xe rất mới. Đó, anh em xem máy móc ốc rồi nè. Đó, đóng bụi nha anh em, đậu đóng bụi. Gù tay anh cũng thay gù tay bằng hinox rồi nè. Đó, rất là đẹp ha. Xe đúng ô đô 4.500 cây. Đó. Rồi, em báo giá luôn ha. Xe này 24.500, anh phép bớt 500 cho anh em, còn 24.000 ha. Nó tiết kiệm được rất là nhiều so với mua xe trong hãng ha anh em. Nhưng mà xe này thì không có cũ hơn nhiều đâu ha. Xe đi mới 4.000 mấy cây thôi à. Anh em thích thể loại này thì chơi chiếc này ha. Tiết kiệm được rất là nhiều ha. Tầm chục ngoài triệu thì nó mình lấy mình làm những cái chuyện khác ha anh em. Đó. Đây. Chân phuộc bọng rồi nè. Đó, bụi nha anh em. Đậu lâu quá bụi. Lóc liếc đó là sơn zin hết toàn bộ. Ốc cốt máy anh em xem nè, quá đẹp. Đó, như hãng luôn nha anh em. Trắng đen nhìn quá đẹp xe ha. Đó. Rồi để em nổ máy cho anh em nghe tiếng xe ha. Đó, cái bô ẹt thì nó ấm hơn cái bô của Winner Zin rất là nhiều nha anh em. Nó nổ ấm hơn rất là nhiều so với cái bô lùng của Winner Zin của nó ha. Cô kia thì nó nổ giòn lớn lắm. Còn xe này thì anh chủ thích im ấm ha. Nó im ấm mà nhanh bốc thì anh chủ chơi cái cặp vỏ nhỏ ha. Đó, xe này lên đèn anh em thấy nhìn rất là đẹp ha anh em, rất là ngầu, trong chiếc xe rất là đẹp ngầu. Đó. Xe này anh em mua thì tiết kiệm được rất là nhiều so với xe mới ha. Đó, nó còn hai chìa khóa rồi đầy đủ cho anh em luôn nè. Đó, anh em xài dòng này thì nó đi xa rồi rất là êm luôn. Là cái dàn thắng của Winner thì công nhận rất là êm nha anh em. Thắng nó nói chung là nó chắc chắn lắm. Đó, với lại cái này anh chủ có thay cái cản, những chiếc cản này cản của Sonic nè anh em. Đó, nhìn nó liền chiếc xe hơn ha. Liền hơn cái chiếc cái cản của Sừng Châu bằng Winner của nó. Zin nữa ha, nó liền hơn. Đó, xe này nếu mà anh em mua mới thì cũng chắc cũng tầm ba mấy lăn bánh ra 40 anh em ơi, gần 40 ha. Anh em lấy chiếc xe này đi. Mới có 24 thôi. Đó, rồi sang tên sang tuổi gì thì anh em thêm phí vô ha. Đó, với lại cho thời gian thoáng thoáng. Còn hiện tại thì anh em cứ giữ biển thì chạy bình thường không có gì hết ha. Rồi. Anh em nào thiện chí thì cứ alo cho em ha. Số điện thoại em là 0944 631364 nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem video.